kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh rồng vàng bóng đá kính thưa quý vị ở tại sân vận động Bung Karno đội Indonesia đã thực sự lột xác đúng như lời hứa của huấn luyện viên Shin Tae Yong thành tích đối đầu yếu kém trước huấn luyện viên Park Hang Seo gần đây đã khiến cho ông Shin Tae Yong chùn bước minh chứng là khi có lực lượng và trạng thái tinh thần tốt nhất đội tuyển Indonesia đã khiến cho đội tuyển Việt Nam bất ngờ chủ nhà chơi phòng ngự rất chủ động giữ cự ly đội hình hợp lý để cô lập hàng tiền vệ ba người của đối thủ, rồi tấn công biên rất đa dạng. Họ không đua sức lực mà tận dụng những đường truyền khôn khéo để khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ đội khách. Trong hiệp 1, ít nhất có 3 lần cầu môn của Văn Lâm bị đe dọa bởi miếng đánh này, trong đó nguy hiểm nhất là pha đối mặt của Marcelino Ferdinand. Tình huống tiền đạo Indonesia loại bỏ duy mạnh đã cho thấy sự chuyển mình của bóng đá Indonesia. Trước đây đội bóng xứ vạn đảo thường đá cậy sức, lạm dụng kỹ thuật rồi sa đà vào đấu tay đôi với đối thủ. Còn hiện tại thì tuyển Indonesia đã chơi khôn khéo hơn. Khiếm khuyết của họ bây giờ chỉ còn nằm ở độ lạnh của các chân sút bởi họ vẫn phung phí rất nhiều cơ hội. Kết quả hòa trước đội tuyển Indonesia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022 về cơ bản là không phải quá tệ dành cho đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh phải chơi ở trên sân khách đầy áp lực cũng như nhìn vào những diễn biến của trận đấu nhưng rõ ràng là tuyển việt nam hoàn toàn có thể chơi ổn và giành được kết quả tốt hơn nếu như chẳng phải vì huấn luyện viên park hang seo cầu toàn và đưa ra những tính toán chưa hợp lý về mặt con người có thể hiểu rằng việc sử dụng văn thanh của ông park nhằm tận dụng khả năng phòng ngự của cầu thủ này vốn được đánh giá nhỉnh hơn so với tấn tài trước khi nghĩ đến chiến thắng nhưng rõ ràng là việc đánh rơi phong độ khả năng phối hợp với duy mạnh đã khiến cho trận đấu trước indonesia của văn thanh là không thực sự thành công Thế rồi đến vị trí của Phan Văn Đức cũng tương tự khi mà thuyền trưởng tuyển Việt Nam cần khả năng gây đột biến từ cầu thủ người xứ nghệ, nhưng rồi là thất vọng khi mà các học trò cưng đã mất tích cả trận. Khi thay người, lẽ ra ở thế trận mà hàng tiền vệ cần phải được làm mới, rốt cuộc thì ông Park lại rút tiến linh, trong khi Quang Hải, Phan Văn Đức mờ nhạt và yếm thế trong tranh chấp. Và điều ít ai để ý, dường như thuyền trưởng tuyển Việt Nam khá bối rối ở quyết định thay người, khi chỉ sử dụng 4 trên 5 quyền trợ giúp thay vì tận dụng tối đa trong bối cảnh đội nhà tương đối mệt mỏi ở khâu di chuyển trước đó. Indonesia chơi tốt và tiến bộ dưới thời huấn luyện viên Shin nhưng thực tế thì khi gặp tuyển Việt Nam, họ vẫn đặc biệt thận trọng, bởi đội bóng xứ vạn đảo thừa hiểu đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sở hữu chất lượng cầu thủ tốt và đồng đều hơn. Nhưng khi nhìn thấy tuyển Việt Nam chơi thụ động với tâm lý cầu hòa, Indonesia đã bung lên tấn công để đẩy đội khách vào thế chống đỡ vất vả, bộc lộ ra trận đấu thuộc loại tệ nhất trong nhiều năm qua dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Đội chủ nhà có một trận đấu đáng xem là vì điều này, chứ không hẳn là đã vượt trội so với đội tuyển Việt Nam về năng lực chuyên môn. Nói đơn giản, Indonesia đã cởi bỏ được tâm lý, trong khi đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo thì ngược lại, dẫn đến đội bóng xứ vạn đảo bỗng có thêm một lợi thế trước trận lượt về. Cuộc đối đầu ở lượt đi AFF Cup 2022 đã bất phân thắng bại và phía trước còn 90 phút nữa để xác định người chiến thắng. Nhưng ít nhất, ông Shin Tae-yang đang nhỉnh hơn nhờ vào sai lầm từ người đồng nghiệp Park Hang-seo. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là đội tuyển Việt Nam không chứng tỏ được gì. Ngay việc giành được trận hòa dù chơi không bằng đối thủ cũng cho thấy cái được của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Đội tuyển Indonesia đã thi đấu hợp lý và sắc bén hơn, nhưng kết quả mới là yếu tố quan trọng nhất. Mà ở phương diện này thì đội tuyển Việt Nam chưa cho đối thủ vượt lên. Trong trận đấu bị lép vế và bị phong tỏa gần như mọi đường lên bóng, tuyển Việt Nam đã chơi đúng với triết lý của ông Park, đó là nếu như không thắng thì cũng đừng thua và nếu như không ghi được bàn thì cũng đừng để lọt lưới. Trận đấu ở sân Mỹ Đình vào ngày mai mùng 9 tháng 1 sẽ vô cùng hấp dẫn, tuyển Việt Nam sẽ không thể chỉ phòng ngự và giữ sạch lưới như ở trận bán kết lượt đi. Muốn tiến vào chung kết, các học trò của thầy Park phải tấn công Đội tuyển Indonesia cũng sẽ chơi tấn công, bởi luật bàn thắng sân khách sẽ cho phép thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yang chiếm ưu thế rất lớn ở mỗi pha lập công trước đội tuyển Việt Nam. Hai đội tuyển sẽ phải bung hết bài vở, đánh một ván cờ mới và thể hiện những gì tốt nhất để phá thế cân bằng. Cuộc tiếp đón Indonesia ở bán kết lượt về sẽ là lần cuối cùng huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam để đối đầu với người đồng hương Shin Tae-yang. Đội bóng xứ vạn đảo thật sự là đối thủ khó chơi. Nhưng khi được thi đấu ở trên sân nhà, ông Park được kỳ vọng sẽ phá vỡ tảng băng đã bị đóng trong suốt một phần tư thế kỷ qua. Ngày chia tay bóng đá Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang Seo đang đến gần. Nếu như đi đến đích cuối cùng ở AFF Cup 2022, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ còn 3 trận đấu nữa với đội tuyển Việt Nam. Kể từ khi đặt chân đến Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang Seo đã tạo nên những cột mốc trói lọi với bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ. Nhưng còn một cột mốc nữa mà vị chiến lược gia này chưa thể chinh phục, đó là hạ gục Indonesia ở đấu trường AFF Cup. Thực ra thì ông Park cũng đã từng với đội tuyển Việt Nam hưởng hương vị chiến thắng trước đội bóng xứ vạn đảo, nhưng đó là ở vòng loại World Cup 2022 khi mà đội tuyển Việt Nam hạ Indonesia với tỷ số 3-1. Còn hai lần giáp mặt ở AFF Cup thì vị chiến lược gia này chưa thể phá vỡ thế phòng thủ chặt mà người đồng hương Shin Tae-yong đã thiết lập cho đội tuyển Indonesia. Đó là lần chạm trán nhau ở vòng bảng AFF Cup 2020 khi đội tuyển Việt Nam bất lực trước lối chơi dựng xe buýt của Indonesia. Lần thứ hai là bán kết lượt đi vừa qua khi Indonesia không đổ bê tông nữa nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn không thể xuyên thủng lưới đối thủ. Trận hòa 0-0 trên sân vận động Bung Karno đã kéo dài chuỗi trận không thắng ở AFF Cup của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia lên con số 8 trận. Chiến thắng gần nhất của đội tuyển Việt Nam trước đội bóng xứ Vạn Đảo là với tỷ số 3-2 ở trong trận tranh hạng 3 Tiger Cup 1996. Còn trong các lần đối mặt sau đó, tỷ số vẫn luôn là bất phân thắng bại hoặc là phần thua thuộc về đội tuyển Việt Nam. Như vậy thì đội tuyển Việt Nam chưa thắng Indonesia trong một phần tư thế kỷ qua khi mà hai đội chạm trán nhau ở AFF Cup và ngay cả ở thời điểm hiện tại bóng đá Việt Nam đang ở đỉnh cao. Thế nên là cuộc tiếp đón Indonesia vào tối mai mùng 9 tháng 1 có ý nghĩa rất lớn trong lịch sử. Với huấn luyện viên Park Hang-seo thì ông chắc chắn là muốn đi đến cuối hành trình ở AFF Cup 2022 để có cuộc chia tay hoàn hảo với bóng đá Việt Nam. Nếu như đánh bại Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ lần thứ hai giành vé vào chung kết AFF Cup dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Đặc biệt, thắng lợi ấy sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam cắt đứt chuỗi thống kê không mấy vui vẻ trong lịch sử đối đầu với Indonesia, qua đó mở ra những hy vọng sáng sủa hơn trong các cuộc chạm trán ở phía trước. Lịch sử đối đầu chưa đứng về đội tuyển Việt Nam, nhưng hoàn cảnh đang thực sự thuận lợi để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tạo nên ngã rẽ lịch sử mới. Theo đó, tuyển Việt Nam được thi đấu ở trên sân nhà dưới sự ủng hộ của khán giả nhà và trong không khí giá rét vốn quen thuộc với các cầu thủ Việt Nam hơn là các học trò của huấn luyện viên Shin tae Lực lượng của đội tuyển Việt Nam cũng không kém cạnh Indonesia nếu như không muốn nói là được đánh giá cao hơn đối thủ. Vấn đề còn lại là cách điều chỉnh sa bàn của ông Park để có thể phá vỡ tuyến phòng ngự kiên cố của người đồng hương bên kia chiến tuyến. Việc bẻ gãy thế trận phòng ngự nhiều tầng của ông Kim Pangol khi dẫn dắt Malaysia hạ gục một Singapore tử thủ có thể coi là một tham khảo tốt để cho huấn luyện viên Park Hang-seo vận dụng cho cuộc tiếp đón Indonesia trong trận quyết chiến và quyết định sắp tới. Lực lượng hai bên trước trận đấu bán kết lượt về đã là những quân bài ngửa sự lập lờ của ông Shin Tae yong về chấn thương của thủ môn Nadeo cuối cùng cũng đã được lộ rõ. Người gác đền này đã chơi đủ 90 phút trong trận bán kết lượt đi và không có dấu hiệu nào cho thấy dư âm của chấn thương trước đó. Theo thông tin từ truyền thông Indonesia, huấn luyện viên Shin Tae yong có đầy đủ binh hùng tướng mạnh trong chuyến hành quân đến sân Mỹ Đình. Đối với đội tuyển Việt Nam, dù bị xăm soi nhiều trong những pha vào bóng quyết liệt hơn mức cần thiết, nhưng đến nay thì Văn Hậu vẫn chưa bị thẻ phạt nào. Trong lúc đó, Văn Thanh và Hùng Dũng đã nhận một thẻ vàng trong chuyến làm khách ở trận bán kết lượt đi vừa qua. Dù vậy, cả hai vẫn đủ điều kiện để ra sân trong trận lượt về này và chỉ bị treo giò nếu như nhận thêm một thẻ vàng nữa và đội tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết. Nói cách khác, cả Việt Nam lẫn Indonesia đều đã bảo toàn được lực lượng mạnh nhất cho đến thời điểm này. Đó là thông tin tích cực để hy vọng vào một trận cầu chất lượng. Càng đi sâu thì độ khó cho các trận đấu đối với đội tuyển Việt Nam lại càng tăng và thực tế cũng cho thấy đoàn quân của ông Park Hang-seo không gặp quá nhiều thử thách ở vòng đấu bảng nhưng đã đối mặt với khó khăn lớn khi đối đầu với Indonesia ở bán kết. Có một thực tế đáng mừng là đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được phong độ ổn định. Đến thời điểm này, chúng ta là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào. Cần biết là trong hành trình vừa qua, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã đối mặt với những đội bóng có hàng công khá sắc sảo như là Singapore, Malaysia và kể cả Indonesia. Sự vững chãi của hệ thống phòng ngự, đặc biệt là thủ môn Đặng Văn Lâm cùng với một chút may mắn đã giúp cho đội tuyển Việt Nam tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại ở AFF Cup 2022 lên con số 5 trận. Trận hòa 0-0 trước Indonesia đã mang về một chút ít lợi thế cho đội tuyển Việt Nam khi được chơi trận bán kết lượt về trên sân nhà. Nhưng không vì thế mà thầy trò huấn luyện viên Shin tae -yang bị yếu thế, bởi chỉ cần hòa có bàn thắng là đội bóng xứ vạn đảo giành quyền vào chung kết. Vì vậy, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình đó là phải giành chiến thắng để phá vỡ thống kê đáng buồn trong 26 năm của chúng ta là không thắng được Indonesia ở đấu trường AFF Cup và đó cũng là mệnh lệnh để đoàn quân áo đỏ sao vàng giành quyền vào chung kết. Tại Bung Karno, Indonesia đã từ bỏ lối chơi phòng ngự số đông để tấn công nhằm hướng đến một trận thắng nhưng họ đã bất thành. Có thể giải thích cho thiên hướng chiến thuật này của huấn luyện viên Sinteyang, đó là họ có điểm tựa sân nhà, khán giả nhà cho nên sự tự tin và mạnh dạn trong lối chơi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ở trận lượt về, Indonesia phải làm khách, mọi ưu thế đối với thầy trò huấn luyện viên Sinteyang không còn như khi được đá ở trên chảo lửa Bung Karno. Chính vì vậy nếu như chọn cách xung trận thận trọng cũng là sự lựa chọn hợp lý đối với Indonesia. Tuy có một chút bất lợi sau trận hòa 0-0 ấy nhưng tỷ số này vẫn là điểm xuất phát cho nên là Indonesia không cần buộc phải thắng trong 90 phút. Họ có thể chơi chậm chắc để đưa trận đấu đến loạt 11 mét và đó cũng là kịch bản trong tính toán. Với tính chất ấy, rất có thể huấn luyện viên Shin sẽ lại sử dụng chiến thuật dựng xe buýt. Một khi đối thủ chơi phòng ngự số đông thì đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn trong lần đầu tiên chơi với sơ đồ ba trung vệ gồm có ariento jordi Amat và ricky riho indonesia đã thực sự xây một phòng tuyến vững chãi khiến cho mọi đợt hãm thành của đoàn quân huấn luyện viên park hang seo dường như là xuyên vào đá tảng thế nên là thách thức đặt ra đối với các chân sút của đội tuyển việt nam trong trận đấu lượt về này là rất lớn indonesia phòng ngự vững chắc cho nên trước tiên những tiến linh và phan văn đức cần phải biết tận dụng hiệu quả các cơ hội ăn bàn được tạo ra bởi đối đầu với một đối thủ có khả năng phòng ngự số đông lại được chỉ huy bởi cầu thủ nhập tịch Jordi Amat rất giỏi thì chưa chắc đã có nhiều cơ hội ăn bàn, cho nên nếu như không biết chắt chiêu thì có thể sẽ phải bị trả giá. Rất có thể huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ tung ra những quân bài tủ ở đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam so với trận bán kết lượt đi theo hướng gia tăng sức mạnh hàng công. Một số cầu thủ có mặt ở danh sách 11 cầu thủ đá chính tại Indonesia không có khả năng tấn công giỏi bằng một vài gương mặt ở trên ghế dự bị. Một vấn đề nữa là cách tiếp cận trận đấu của đội tuyển Việt Nam một khi đối đầu với đối thủ chơi cố thủ. Malaysia đã hạ Singapore nhờ tài biến hóa của ông Kim Pangol trước lối chơi phòng ngự số đông, trong lúc đội tuyển Việt Nam lại bất lực. Chính là bài học để cho huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các cộng sự học hỏi để có được sự linh động hơn trong vận hành chiến thuật. Nhìn tổng thể thì đây là một trận đấu được dự báo là sẽ rất khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam khi Indonesia là một đối thủ khá mạnh. Nhưng với điểm tựa sân nhà cùng với một chút may mắn, niềm tin để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành vé vào chung kết là khá sáng. Bên kia chiến tuyến, Indonesia cũng đã thể hiện được phong độ đáng gờm, họ cũng phải đối đầu với những đối thủ mạnh như đương kim vô địch Thái Lan hoặc những ứng viên vô địch khác như Việt Nam hay Philippines, nhưng họ cũng đã thể hiện được bản lĩnh và năng lực chuyên môn của một ứng viên cho chiếc cúp. Giống như đội tuyển Việt Nam, Indonesia đang bất bại với 3 trận thắng, 2 trận hòa ở AFF Cup 2022. Đây không phải là kết quả bất ngờ bởi trước đó trong hành trình chuẩn bị, Indonesia cũng đã đánh bại Curaçao với cả hai trận giao hữu, đối thủ mà đội tuyển Việt Nam từng thủ hòa ở King's Cup sau 90 phút thi đấu chính thức. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.